Thế giới hoàn mỹ. Tác giả: Thần Đông. Tập 50. Chương 150: Kim sĩ bàn điểu. Thật là tự phụ, đại hồng điểu khinh bỉ. Chim khổng lồ màu vàng bay lượn trên bầu trời cao, toàn thân được một tầng hào quang bao phủ giống như một vị thiên thần, vô cùng kinh khủng, có một loại khí phách nghiêng ngả độc tôn, bệ nghệ tứ phương. Sư tử chín đầu, chim loan năm màu, hỏa nha đều nghiêm nghị. Tên sinh linh này quá ngang ngược, ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình mà coi trời bằng vung. Cho dù là hai minh đệ tộc ba mắt khiên sử dụng đồng thuật cũng phải khiếp sợ, không dám nhìn trực diện nó, bởi vì con ngươi như là một vòng xoáy màu vàng có thể nuốt chửng linh hồn người khác. Sao, các loại phép thuật thi triển bằng mắt, ai đã đọc Naruto thì chắc biết đồng thuật là gì. Nhất Tì không thèm ngẩng đầu, không thèm nhìn con chim khổng lồ màu vàng kia, mà chỉ vung kiếm chém thẳng đến nửa còn lại của bạch hổ đang nằm lay lắc kia. Nó không muốn để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Không, ngươi không thể giết ta, bạch hổ kêu to, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không có sinh linh nào là không sợ chết cả, cho dù là thần, khi đến thời khắc như thế này thì cũng phải run sợ. Nhất Tì im lặng, đã chiến đấu đến tình trạng như bây giờ, nếu mềm lòng thì chỉ mang lại một sát kiếp cho tương lai mà thôi. Bằng huynh cứu ta, bạch hổ nhìn lên bầu trời cao hét lớn, bên trong vẻ cuồng loạn, sợ hãi thì thấp thoáng sự điên cuồng, ngẩng cao đầu cầu cứu tên sinh linh trên cao kia. Mọi người nghe thấy vậy thì hoảng sợ, từ đáy lòng bốc lên một luồng khí lạnh, khiếp sợ không thôi, đây là một con chim đại bàng sao. Trên mặt Nhất Tì không hề có biểu cảm, thanh kiếm gãy trong tay chém mạnh xuống không chút lưu tình, phật một tiếng, đầu hổ văng lên cao, máu tươi như vòi phun nước bắn mạnh ra. Bạch hổ không cam lòng, chớp chớp cặp mắt lần cuối, trong con mắt như có một đám lửa đang thiêu đốt, xương trán của nó nhanh chóng nứt thành bốn mảnh, rồi tự hủy đi cặp răng nanh trắng như tuyết của mình. Nhất Tì thở dài, quá đáng tiếc, mặc dù bạch hổ bị chém đứt đầu, nhưng trong giờ phút cuối cùng trước khi chết nó đã tự hủy diệt đi nguyên thủy phù cốt của mình, làm Nhất Tì tiếc nuối không thôi. Đây chính là Nhất Tì cùng với bảo thuật của bộ tộc Bạch Hổ có duyên mà không có phận. Những bảo thuật mà các tộc nắm giữ cũng không được nhiều, được gọi là báu vật cũng vì nguyên do đó, rất khó cướp được thần thông của bộ tộc khác, vì những cường giả tộc đó trước khi chết đều có thể tự mình phá hủy đi bảo cốt, không bao giờ lưu lại cho kẻ địch. Chim khổng lồ màu vàng từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, tỏa ra khí thế rất khủng khiếp giống như lũ quét vậy. Nó bay lượn trên trời cao nhìn bạch hổ bị giết chết mà không hề đi cứu viện. Con đường là do chính mình chọn, chỉ còn nửa thân thể, sống cũng là một cái tội. Cuối cùng nó mở miệng nói ra những lời đầy thâm ý, có vẻ rất vô tình. Đại hồng, tiếp lấy. Nhóc Tì ném nửa thân thể còn lại của bạch hổ cho đại hồng, vừa mới khống chế được túi càn khôn, nên nó không có thời gian để tìm tòi, khó mà thu thân thể của bạch hổ vào trong được. Là đồ ngon nha, đại hồng điệu nước miếng chảy ròng ròng, đây tuyệt đối là một đại bổ dược rất hiếm thấy. Nhất Tì giết thêm một cường địch nữa, kết thúc một trận đại chiến, phục hồi lại tinh thần, rồi ngước nhìn lên trời cao, căm giận cực kỳ, nói, con gà con đáng ghét kia, làm cho ta phân tâm mà hủy đi chiến y bạch hổ kia, ngươi đền được không hả? Cả đám thái cổ di chủng cứng đờ, căm thiếu chút nữa là rơi luôn xuống đất, vậy mà lại kêu chim khổng lồ màu vàng kia là con gà con, quá hung hăng. Đây là một con kim sĩ đại bằng lại bị kêu như thế, đây chính là coi thường và nhục nhã, ánh mắt của cả đám thái cổ di chủng đầy quá dị. Trên vòng trời cao, chim khổng lồ màu vàng ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn chưa có một ai dám cả gan chế nhạo nó như vậy, tên thiếu niên nhân tộc này thật sự là gan to tay trời rồi, giết. Trên bầu trời truyền xuống một tiếng rít gào, mười mấy con thái cổ di chủng bên dưới đều răm rắp nghe theo, xông thẳng về phía trước. Từng người vận dụng những bảo thuật của chính mình, trong nhất thời dị cầm kích thiên, hung thú khiếu nguyệt, phù văn chói lọi, cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, tia chớp đang dệt, ánh lửa ngập trời, các loại thần thông hiện lên, bất kỳ thiếu niên thiên tài nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Sư tử chín đầu, đại hồng điểu, tử điêu, hỏa nha biến sắc, thật sự rất lo lắng, những sinh linh này hợp lại cùng nhau xuất thủ quá mạnh mẽ, đủ để hủy núi diệt sông. Nhất Tì không e sợ, cầm chặt kiếm gãy trong tay quét mạnh về phía trước, kiếm khí mênh mông như sông lớn dâng trào, ầm một tiếng, phá tan tất cả bảo quang, chặn lại những thần thông đang ầm ầm đánh đến. Hơn nữa, kiếm khí biến thành thác nước, ào ào đổ xuống, khắp nơi toàn màu trắng xóa bao phủ về phía trước,
Đây chính là muốn chém giết toàn bộ kẻ địch cùng một lúc. Tất cả mọi người rung động, thanh kiếm nát có vẻ rỉ sét này không ngờ lại có uy lực khủng khiếp đến như thế. Nếu như bị đánh trúng tuyệt đối nổ tung thành một đống thịt vụn. Mười mấy tên thái cổ di chủng biến sắc, mặc dù bọn nó đã hợp sức lại nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được. Món bảo cụ này quá mạnh mẽ, như sức diệt sát bọn họ. Trên bầu trời xanh truyền ra tiếng gừ lặng, chim khổng lồ màu vàng toàn thân tỏa ra từng làn sương mù mờ mịt. Khí tức kinh người giống như cả 10 vạn ngọn núi khổng lồ đồng loạt đè ép xuống, khiến người khác phải run sợ. Sương mù lượn lờ, nó há miệng phun ra một hòn đá đầy bụi bẩn rồi nhanh chóng biến lớn thành một ngọn núi khổng lồ chắn ở phía trước, chặn lại những kiếm khí chống chất đang lao đến. Bảo cụ gì đây? Đại Hồng Điệu sợ hãi, cảm giác này làm nó sởn cả gai ốc. Bảo Sơn vừa xuất hiện vậy mà lại chống lại được uy lực của kiếm khí, khó mà tin được. Chim loan năm màu, hỏa nha đều giật mình. Uy lực của thanh kiếm gãy rõ như ban ngày, mà con chim khổng lồ màu vàng này lại há miệng phun ra một thanh binh khí cũng đáng sợ không kém. Ngọn núi đầy tro bụi tỏa ra những làn khí lành, lấp lóe những ánh sáng từ tính đầy yêu dị, loạt xoạt vang vọng, trực tiếp hút mạnh lấy thanh kiếm gãy trong tay nhóc tì. Đây là nguyên từ phong, sư tử chín đầu thấy thế thì giật mình, nó đã từng nghe đến cái bảo cụ này rồi, uy lực vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. Khiên khắc chế những binh khí làm bằng kim loại như kiếm, chiến mâu, kích. Nguyên từ phong, ngọn núi được tạo từ nam châm. Thật là mạnh, ngọn núi đầy bụi bặm kia nguyên bản là một vị tế linh cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi bị người khác chém giết rồi tế luyện thành bảo cụ, nắm giữ thần năng không phải là loại bình thường. Cường giả tộc ba mắt kinh ngạc nói, mắt dọc của bọn họ có thể thông linh, có thể nhìn thấy được bản thể và lai lịch của bảo cụ. Thanh kiếm gãy trong tay nhóc tì không ngừng run rẩy. Giống như muốn tuột khỏi tay, mà phóng đi, phát ra những tiếng leng keng, nó đang bị một luồng thần lực nguyên từ hút lấy. Thu! Chim khổng lồ cánh vàng trên bầu trời xanh quát lớn, nó sở hữu một bảo cụ mạnh mẽ, huyền bí đến như thế, nên không sợ gì cả, đây chính là binh khí chuyên khắc chế người khác. Cẩn thận, nguyên từ phong có lai lịch rất lớn, rất nhiều cường giả năm xưa gặp nạn cũng bởi vì nó, sư tử chín đầu quát lớn nhắc nhở. Đây tuyệt đối không phải là bảo cụ bình thường, làm cho rất nhiều cường giả của thái cổ di chủng ôm hận, nên biết rằng những thiếu niên ở đây không thể nào so sánh được với những cường giả năm đó được. Vù! Nhóc tì vung kiếm, kiếm khí mênh mông mãnh liệt, cơ bản không phải phát ra một hai luồng, mà là một mảnh kiếm khí, giống như một cơn lũ bất ngờ phóng thẳng lên cao, âm âm vang vọng. Giữa không trung xuất hiện rất nhiều chùm ánh sáng rồi nổ tung, kiếm khí va chạm với ánh sáng nguyên từ. Như ngọn lửa gặp phải củi khô, thiêu đốt hừng hực, cả thiên địa sôi trào. Nguyên tử phong mặc dù không phải là pháp khí thượng cổ thế, nhưng hết sức kinh khủng, vượt xa những bảo cụ mà thường ngày mọi người nhìn thấy, có thể nói cách khác nó chính là một chí bảo. Ngày xưa, từng có một tế linh danh chấn đại địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tên là Nguyên Tử Sơn. Nó có thể trấn áp tất cả mọi thứ, nhưng có một ngày nó bị một con đại bằng điểu màu vàng xé rách, đại bại có nghĩa là bỏ mình. Rồi bị tế thành một bảo cụ. Ánh sáng nguyên từ bay lượn, mỗi một tia đủ xuyên thủng một cường giả, biến họ thành bùn nhão. Cũng có thể hút rất nhiều bảo cụ, hút lấy những tinh hoa chuyển hóa để bản thân sử dụng. Thanh kiếm gãy chính là pháp khí thượng cổ, có một quá khứ huy hoàng mà mọi người khó có thể tưởng tượng được. Hai bảo cụ đỉnh cấp gặp nhau ắt sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Chim khổng lồ cánh vàng giật mình, những bảo cụ ở trong tộc cái nào cũng đều phá hủy được. Thế nhưng hiện giờ lại không thể phá được thanh kiếm cổ này. Rất nhiều năm trôi qua đây chính là lần đầu tiên gặp phải. Nhóc tiền nghiêm nghị, bảo cụ của đối phương quả thật rất nghịch thiên, vậy mà lại có khả năng đối đầu với pháp khí thượng cổ, thật sự rất hiếm thấy. Giết! Cả đám thái cổ di chủng ở phía trước thấy tình hình như thế, thì đồng thanh hét lớn, xông về phía nhóc tì. Ông đến đây, liều mạng với bọn ngươi, Đại Hồng Điệu thấy thế, thì muốn vọt lên trợ giúp. Bởi vì lúc này nhóc tì chiến đấu với con chim thần màu vàng kia khó phân thắng bại. Nếu như lại có thêm một đám di chủng thừa nước đục thả câu, thì lành ít dữ nhiều. Sư tử chín đầu, tử điêu, hỏa nha cố gắng đứng dậy chuẩn bị ra tay. Nếu như nhóc tì thất bại, thì bọn nó cũng phải chết theo, thà bây giờ cứ liều mạng một phen. Các ngươi cứ lui về sau đi, nhóc tì quát lớn, không ngờ nó lại ngăn cản bọn họ. Trầm! Cả người nó phát sáng, tia chớp đan xen, trăng bạc hiện lên. Sau đó thanh kiếm gãy trong tay nó run rẩy kịch liệt, kiếm khí bùng nổ đẩy lùi nguyên tử phong lơ lửng giữa bầu trời kia,
sau đó thoát khỏi sự trói buộc rồi chém mạnh về phía trước. Tiêu diệt, chim khổng lồ màu vàng hét lớn, nó cũng vận toàn lực, điều khiển thần uy của Từ Sơn đầy bụi bặm từ từ đè ép xuống để chống lại thanh kiếm gãy này. Ngọn núi phát uy quả nhiên đã có tác dụng, lần nữa chống lại kiếm khí hỗn loạn kia, thế nhưng có vẻ hơi chậm nên không thể ngăn cản toàn bộ kiếm khí được. Phúc! Một tên thái cổ di chủng bị kiếm khí chém trúng trực tiếp nổ tung, biến thành một làn sương máu, mười mấy tên còn lại khiếp sợ, nhanh chóng rút lui. Thanh kiếm này không phải bị ngăn cản sao, tại sao đột nhiên lại phát uy? Mỗi một tên thái cổ di chủng sợ hãi không dám manh động nữa. Vẻ mặt của con chim khổng lồ màu vàng lạnh lùng, ngửa đầu lên trời cao thét dài, rồi đột nhiên bổ nhào xuống dưới, ngọn nguyên tử phong cũng đè ép xuống theo, hàng vạn tia khí lạnh bao phủ lấy thanh kiếm gãy như giữ chặt lấy nó. Nhất Ti khóe miệng nở nụ cười mỉm nghênh đón, đại chiến cùng với con gà con này. Buồn. Thanh kiếm gãy phát sáng va chạm với nguyên tử phong, lúc như là sóng lớn vỗ bờ, lúc lại như trời long đất lở, những chùm sáng mênh mông bao phủ toàn bộ nơi đây, những tiếng âm âm vang vọng trời đất. Cùng lúc đó, chim khổng lồ cánh vàng lao nhanh xuống, sử dụng bảo cụ nguyên từ để bảo vệ thân thể, rồi một cặp móng vuốt màu vàng to lớn chụp lấy Nhóc Tì. Trầm. Nhóc Tì không chút tránh lui, kiếm gãy đấu Từ Sơn, tay trái đấu vuốt lớn, hai người giao đấu phát sinh những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, vang lên ầm ầm, vô tận phù văn bùng phát. Chim khổng lồ màu vàng hét lớn một tiếng rồi phóng thẳng lên trời cao, trong mắt nó lộ ra những hào quang quá dị, phù văn của nó thâm sâu hơn đối phương, cảnh giới cũng cao hơn thế, nhưng lại không thể nào đập thiếu niên nhân tộc này thành bánh thịt vụn được. Nhất Tì tập trung cao độ, con chim khổng lồ màu vàng này quả nhiên lợi hại, vượt xa bạch hổ, đúng là một kình địch. Gà rừng, ngươi không thuần huyết, nhưng lại mạnh hơn thái cổ di chủng, đến cùng là lai lịch ra sao đây? Nó cầm trong tay thanh kiếm gãy lên tiếng hỏi. Nó chính là bán huyết kim bằng, sư tử chín đầu ở phía sau mở miệng nói, còn về huyết mạch tinh khiết đến bao nhiêu cũng khó nói, nhưng ngày sau chắn cũng có thể biến thành thuần huyết như sư tử chín đầu. Bán huyết kim bằng, chắc chắn thịt ăn sẽ rất ngon, Nhóc Tì nói, kiếm gãy chỉ thẳng hư không, khi thế lúc này đã khác xa lúc trước. Các ngươi lùi hết về phía sau, chim khổng lồ cánh vàng trên trời cao quát lên, cả người nó phát sáng, như muốn vận dụng thần thông lợi hại nhất để giết chết Nhóc Tì. Nó vừa mới mở miệng, không chỉ là mười mấy tên thái cổ di chủng, mà đến cả bọn người sư tử chín đầu cũng đồng loạt chạy xa nơi đây. Chiến ý của Nhóc Tì càng ngày càng tăng mạnh, quát to một tiếng, thân thể gần như trong suốt, tinh khí thần của cả người sôi trào, sau đó rót toàn bộ vào thanh kiếm gãy. Vù một tiếng, thanh kiếm gãy như từ trong giấc ngủ ngàn thu tỉnh dậy, biến thành một vầng thái dương chói lọi, ánh sáng rực rỡ, kiếm khí ngập trời phóng lên trời cao. Thần uy của thanh kiếm này rất khó lường, từ trước tới giờ Nhóc Tì một mực bảo lưu, nhưng vào lúc này, nó phóng thích toàn bộ, nhằm tiêu diệt kim sĩ bằng điểu. Kim sĩ bằng điểu hót dài một tiếng, ánh mắt khiếp người, nhanh chóng bay thẳng lên trời cao, lấy ra nguyên từ phong trắng ở bên dưới hồng ngăn cản, không thể phủ nhận một điều tốc độ của nó quá nhanh, dĩ nhiên lại né tránh được một kiếp này. Loại tốc độ khác thường này khiến cho đại hồng điểu rùng mình, tự nhận mình không được như thế. Chim đại bàng chính là một trong những sinh linh có tốc độ nhanh nhất trong thế gian, Nhóc Tì lẩm bẩm, trong lòng càng thêm đề phòng. Ngươi rất mạnh, lại đoạt được một bảo cụ ghê gớm. Thế nhưng vẫn như cũ, không đáng ngại chút nào, hôm nay ắt lấy mạng ngươi, chim khổng lồ cánh vàng trên không trung nói lớn. Ầm. Đột nhiên, thần hỏa từ trên bầu trời âm âm bộc phát, ánh sáng hoàng kim càng thêm kinh khủng, không chỉ con chim khổng lồ, mà còn có thêm một cây quạt toàn thân vàng ống không ngừng phát sáng. Pháp khí thượng cổ, có tên di chủng kinh ngạc thốt lên, đây chính là một cây quạt màu vàng, lông chim rực rỡ, giống như mặt trời đang thiêu đốt vậy, chiếc bảo cụ này đã từng phát uy khí thần triều bạo động. Lấy cánh của kim ô tế luyện mà thành, bảo cụ thật mạnh mẽ, mọi người vô cùng sợ hãi. Đại hỏa ngập trời, ao ao đổ xuống, ngay lập tức, khiến cho mặt đất biến thành dung nham sôi trào. Sóng lớn màu đỏ ngập trời hướng về phía Nhóc Tì, thần uy kinh thế. Mở cho ta, Nhóc Tì hét lớn, chân đạp bảo kính toan nghê, tia điện vần quanh, nhanh chóng bay tít lên hư không, kiếm gãy trong tay chém về trời cao, nhằm hướng kim sĩ bằng điểu. Giết! Chim khổng lồ cánh vàng quát lên, rồi lao thẳng xuống dưới, dùng nguyên tử phong để trấn áp thanh kiếm gãy kia, còn bảo phiến màu vàng lại quạt mạnh xuống phía dưới làm xuất hiện những gợn sóng kinh khủng đến cực điểm.
Hai người va chạm với nhau không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, ánh sáng vô tận như nhấn chìm cả trên trời lẫn dưới mặt đất, chói mắt, khiến mọi người không tài nào mở ra nhìn được. Rất lâu sau, ánh sáng tản đi, mọi người mới có thể quan sát được, cả người nhóc tì rách rưới, có không ít chỗ bị ánh lửa làm tổn thương, máu chảy ướt đẫm. Kim sĩ bàn điểu cũng không kém, lông vàng tàn lụi, bộ ngực xuất hiện vết thương, máu chảy ào ào. Thật mạnh, nhóc tì gặp phải thương tích không nhẹ, cơ thể nó mạnh mẽ biết bao vậy, mà hôm nay thiếu chút nữa bị chấn động cho nổ tung. Chim khổng lồ màu vàng cũng giật mình, cây bảo phiến của nó chính là đoạt được trên phân bảo nhai, chính là pháp khí còn sót lại của thượng cổ chư thánh. Mặc dù đã hư hao không ít, nhưng vẫn hoàn hảo hơn thanh kiếm gãy kia, nhưng vì sao vẫn không thể phòng ngự tốt lại trúng phải một tia kiếm khí. Nếu không phải nó đã cố gắng tiến hóa thành thuần huyết, thân thể mạnh mẽ, đổi lại là những sinh linh khác, thì đã nổ tung từ lâu rồi. Kim sĩ bằng điệu hót vang đầy tức giận, cảnh giới của nó cao hơn nhóc tì, trong tay lại có đến hai bảo cụ vậy, mà lại không thể tiêu diệt được đối phương, chuyện này không thể tha thứ được. Nếu như thay tên thiếu niên nhân tộc này thành bạch hổ, nó tin tưởng một chưởng chém chết, tên thiếu niên nhân tộc này mạnh hơn bạch hổ nhiều. Giết! Kim sĩ bằng điệu dương cánh phá trời, mang theo hai thanh bảo cụ lần nữa xông thẳng tới, nguyên tử phong khóa chặt thanh kiếm gãy, không mong giữ chặt được bao lâu, mà chỉ cần quấy rầy là tốt rồi. Nó toàn lực điều khiển cánh kim ô, tục truyền món bảo cụ này có xen lẫn một vài lông chim của kim ô thuần huyết, mặc dù bị tổn hại, nhưng uy năng vô cùng. Nhóc tì gào thét, gặp phải đại địch như thế này, đối phương lại có tới hai món bảo cụ có thể sánh với pháp khí thượng cổ, vào thời khắc này, nó cũng đành phải liều mạng. Vù! Kiếm gãy gặp mạnh càng mạnh, lại phát sáng lần nữa, không ngờ những vệt trị sét lại tróc ra lộ ra một thân kiếm đen thui, ánh kiếm càng thêm mãnh liệt. Cái gì, vậy mà lại càng mạnh hơn, kim sĩ bằng điệu rùng mình, nó phát hiện áp lực càng ngày càng nặng, thanh kiếm kia càng ngày càng đáng sợ. Nếu cứ theo cái đà này, thì thật là không dám tưởng tượng, trong lòng nó bỗng nhiên do dự. Lúc nãy, khi nhóc tì cầm thanh kiếm này chiến đấu với bạch hổ, thì chim khổng lồ màu vàng này thờ ơ lạnh nhạt, cho là uy lực của thanh kiếm này chỉ có như vậy, nên không sợ hãi. Nhưng khi chiến đấu đến bước này, nó thấy được uy năng cực hạn của thanh kiếm này càng ngày càng tăng, quá đáng sợ. Ta giết ngươi, trấn áp ngươi, kim sĩ bằng điệu hét lớn, ánh sáng rực rỡ thiêu đốt cả người, phát huy ra tiềm năng cực hạn để nhanh chóng giết nhóc tì, vì nó phát hiện càng kéo dài thời gian nó càng gặp phiền toái nhiều hơn. Bùm! Bảo phiến màu vàng phát sáng biến thành một chiếc cánh thần to lớn lơ lửng giữa không trung, vỗ mạnh xuống phía dưới. Không chỉ thần hỏa ngập trời, mà còn có những phù văn đáng sợ khác nữa. Mái tóc nhóc tì dựng đứng, con người như điện, khóe miệng chảy máu. Thanh kiếm gãy trong tay bùng phát ra những cột sáng thô to như núi lửa phun trào bổ về chiếc cánh thần đang ở trên hư không kia. Vừa một tiếng, ngọn núi đầy bụi bẩn hạ xuống, quấy nhiễu tới uy năng của chiêu kiếm này. Ầm một tiếng, ba cái bảo cụ bùng phát, những ánh lửa, kiếm khí, thần lực nguyên từ không ngừng sôi trào trên bầu trời, hủy diệt cả nơi đây. Nhóc tì ho ra máu, lớn tiếng quát to chiến đấu cùng với kim sĩ bằng điểu, thân thể của con chim khổng lồ này cũng xuất hiện những vết thương, máu không ngừng chảy ra ngoài. Trận chiến này rất kịch liệt, nếu như ai lùi bước thì lập tức sẽ bị chém giết, chỉ có con đường tiến bước, mạnh mẽ xông pha tới cùng. Nhóc tì chiến đấu đến rời rã chân tay, đối phương có đến hai bảo cụ, nó ứng phó rất mệt mỏi, nó rất muốn lấy ra túi càn khôn để thử xem uy lực như thế nào, nhưng do vừa mới đoạt được, chưa tế luyện lần nào, nên khó lòng mà điều khiển được. Giết! Nhóc tì vung thanh kiếm gãy, mặc cho nó vọt lên không trung, chém thẳng về phía chiếc cánh thần và nguyên tử phong kia. Cơ hội đã đến, chim khổng lồ màu vàng quát lớn, nhanh chóng điều khiển hai bảo cụ cùng thời trấn áp thanh pháp khí thượng cổ kia, còn chính mình thì xông thẳng về phía nhóc tì. Bảo cụ tranh đấu, hai người bọn nó cũng xông vào chém giết lẫn nhau. Kim bằng chính là bán huyết thần cầm, hơn nữa cảnh giới lại cao hơn, trình độ sử dụng phù văn vượt qua nhóc tì, nên có thể phát huy ra thực lực rất kinh khủng. Nhưng mà, nhóc tì cũng không hề yếu, có khả năng đại chiến với thái cổ hung thú non, thậm chí còn bắt giết nữa. Vì vậy, trận chiến này của bọn nó vô cùng mạo hiểm và kịch liệt, máu me văng tung tóe, thế lực ngang nhau, mọi sinh linh xem chiến đều chấn động. Kim sĩ bằng điệu khiếp sợ, tên thiếu niên nhân tộc này nãy giờ nhất định đang giả ngốc, hiện tại mới thể hiện sức chiến đấu chân chính của mình, thân thể của nó quá mạnh mẽ,
tuyệt đối có thể sánh ngang với thần thú thuần huyết. Giết! Chiến đầu từ trên không trung xuống tới mặt đất, đã không còn đường lùi nữa, hai con mắt của kim sĩ bằng điệu biến thành hai vòng xoáy vàng óng, như muốn nuốt chửng cả linh hồn của người khác, nhất định phải kéo cho bằng được tinh thần của nhóc tì vào bên trong. Hống, nhóc tì hống ta, phun ra một luồng tinh khí chí cương chí dương kết hợp với một luồng tia chớp bắn mạnh vào hai mắt của kim bằng. Ầm! Ngay chỗ đó, thần quang bắn ra, tia điện cùng vòng xoáy màu vàng bốc cháy, cảnh tượng rất kinh người. Xoẹt một tiếng, chiếc cánh màu vàng còn sắc hơn cả thiên đao chém tới, quả đúng với danh xưng đại bằng dương cánh, phù văn màu vàng đầy trời, cực kỳ đáng sợ. Bở! Nhóc tia hét lớn, đùi phải vung lên, đá ra hết sức lực, giống như là hàng vạn tia thần quang đụng vào chiếc cánh thần kia, âm thanh âm âm vang vọng, rất nhiều phù văn đang xen dày đặc. Hai người bay ngược ra ngoài, ánh mắt nhóc tì sắc bén, chim thần cảm thấy nơi cánh đau nhất, nếu không phải nó dựa vào phù văn cao thâm hơn để hóa giải, thì lần này chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Nhóc tì nghiêm nghị, nếu đổi lại là thái cổ di chủng khác, thì chắc chắn sẽ bị một cước này đá nát tan, còn chim khổng lồ màu vàng có thể tiếp được, quả nhiên gặp phải đối thủ. Vào thời khắc này nó cực kỳ khao khát, nếu như cảnh giới bản thân cao hơn một chút, thì trận chiến này sẽ không khó khăn đến như vậy. Nó khao khát trở nên mạnh mẽ. Giết! Kim sĩ bằng điệu giang rộng hai cánh, từ trên tầng mây lao nhanh xuống, tiếp tục sử dụng những đòn công kích cương mãnh, cặp móng vuốt khổng lồ màu vàng mở ra như muốn xé rách cả người nhóc tì. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official, nếu thấy hay, hãy cho mình một like, cảm ơn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, Anh Dũng Phục Bằng. Kim sĩ bằng điệu lao xuống, cặp móng vuốt sắc bén, hơi lạnh ép người phát ra những tiếng gào chát chúa. Đừng nói thân thể máu thịt con người, ngay cả đến sắt đá cứng rắn, hoặc một ngọn núi lớn, khi mà bị chụp trúng, thì chắc chắn cũng nổ tung, móng vuốt màu vàng óng kia vô cùng kinh người. Mái tóc đen của nhóc tì phất phơ trong gió, nó bị một luồng gió mạnh xung kích, bên trong cặp mắt có những tia điện lấp lóe, đạp trên bảo kính toan nghe đánh thẳng lên trời cao. Con! Nó lấy nắm tay đôi móng vuốt, phù văn không ngừng bắn ra xung quanh trông giống như ngọn núi lửa đang phun trào, bùng phát ra một chùm ánh sáng chói mắt, vô biên vô tận. Đây là quyết đấu thần lực phù văn, cũng là quyết đấu thân thể, thế lực song phương đều ngang nhau, bất phân thắng bại, cả hai bay ngược ra ngoài. Kim sĩ bằng điệu thắng về trình độ phù văn cao thâm, chỉ cần sức kích ác có hào quang hoàng kim giăng đầy trời, còn nhóc tì thắng về thân thể mạnh mẽ, gần như bất diệt, có thể sánh vai cùng với hung thú non thuần huyết thiên giai. Vừa mới tách ra, kim sĩ bằng điệu lại xoay nhanh người trở lại, khi thế càng tăng mạnh, cả người phù văn màu vàng lấp lánh, từng chiếc lông chim như đúc từ vàng rồng trông rất bắt mắt, đúng lúc này tự nhiên bùng phát dữ dội. Rạc xoạc xoạc. Nơi này trở thành một biển vàng óng ánh, gió bạo hóa thành những mũi tên cùng lao nhanh xuống với chim đại bàng. Lông trên người nó dựng đứng, có một vài cọng rời khỏi thân thể nó nhắm hướng phía dưới bắn xuống. Những tiếng vù vù vang lên, mũi tên óng ánh. Mỗi chiếc lông chim dài đến mấy mét giống như một lưỡi mô màu vàng, vô cùng ghê sợ, tiếng vang phá không như là tiếng sấm nổ. Nhóc tì biến sắc, hai tay vẫy mạnh, một vầng trăng bạc hiện lên, bên trong có cung điện, có cổ thụ, còn có một con thanh thiên bằng, tỏa ra vầng hào quang nhanh chóng bay tới phía trước. Như thế vẫn chưa đủ, hai tay nó không ngừng phát sáng, phù văn dày đặc hiện lên, hết thần nguyệt này đến thần nguyệt khác được tạo thành, ở đằng trước như bị một màu trắng bạc nhấn chìm. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng là mặt trăng, vô cùng rực rỡ. Hơn nữa, mỗi một vòng bảo nguyệt đều xoay tròn, từng cặp hai cái hợp lại với nhau, còn được gọi là cuối xe màu bạc, bắt đầu nghiền ép những mũi tên màu vàng đang tiến tới từ hư không. Từng tiếng răng rắc truyền tời, có không ít lông chim màu vàng bị bẻ gãy, còn có một vài cọng xuyên qua được cuối xe màu bạc, tiến đến sát bên cạnh nhóc tì thế, nhưng lại bị nó dùng bàn tay trần chặt đứt. Nếu đổi lại là người khác, cơ bản không cách nào ứng phó nổi, cho dù bảo viên biến thân cao to hơn cũng chắc chắn sẽ bị xuyên thủng, rồi biến thành một con nhím. Thế nhưng nhóc tì lại có thể hóa giải được đại kiếp nạn này. Chim đại bàng thét dài, rất không cam lòng, những cọng lông đầy trời bay ngược lại rồi lại bao phủ trên người nó, vẫn giống như trước tỏa ra ánh sáng hoàng kim chói mắt. Gà rừng, xong chưa, đến phiên ta rồi, nãy giờ đều bị kim bằng chủ động công kích, nhóc tì máu huyết sôi sục. Dẫm trên bảo kính toan nghe bay nhanh lên trời. Tay trái nó xuất hiện một vầng trăng bạc,
tay phải xuất hiện một luồng tia điện rất lớn, hai thứ kết hợp lại hòa làm một thể, biến thành một vầng thần nguyệt màu vàng. Ở bên trong còn có thái cổ ma cầm hót vang. Buồn. Đây chính là chồng chất và kết hợp bảo thuật. Lôi hải màu vàng sôi trào ngưng tụ thành từng quả sấm sét hình cầu hòa quyện với trăng bạc. Bên trong còn ẩn chứa một con thiên bàng màu vàng, đè về phía trước. Chim đại bàng tức giận, con ma cầm ở trong tăng bạc lại rất giống nó. Nó dương cánh bay lượn, thân thể phát sáng hóa thành một vệt sáng lao nhanh xuống. Hống. Kim bàng thét dài chấn động cả núi sông. Cơ bản nó không giống loài chim chút nào. Những phù văn màu vàng vô tận đang dệt lại với nhau tạo thành một thanh thần kiếm màu vàng óng ánh. Vô cùng sắc bén, ánh sáng ngút trời. Đây chính là môn bảo thuật của nó, đại biểu cho tính ác liệt và cường thế của nó, không gì cản nổi, phá diệt vạn vật. Trên thực tế, chim đại bàng thuần huyết chân chính là như thế, được mệnh danh là thiên thần, thời thái cổ được mệnh danh là vương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cơ bản khó có thể gặp được đối thủ. Thần kiếm vàng óng phát sáng rực rỡ đến kinh người, thân kiếm như đang thiêu đốt chói cả mắt, cả hư không rung rẩy như bị cắt rời. Khen. Vầng thần nguyệt màu vàng kia bùng phát dữ dội, tia điện đan xen, lực phòng ngự kinh người va chạm với thần kiếm. Nếu không phải gần đây tu vi nhóc tì tiến nhanh, thực lực tăng vọt, đối với những lý giải về phù văn càng thêm sâu sắc, không ngừng thí luyện hai loại bảo thuật mà bản thân nắm giữ và cũng đã thí nghiệm về sự dung hợp giữa hai thứ rất nhiều lần, thì rất có khả năng không thể đối kháng được thanh thần kiếm kia. Dù sao đối phương thuộc một chủng tộc lâu đời, có những truyền thừa cái thế, bảo thuật kinh người, thiên hạ hiếm thấy, mà nhóc tì lại thiếu hụt đi truyền thừa và nội tình như thế, hoàn toàn dựa vào chính bản thân, từng bước một tìm hiểu trên thanh lân ưng và bảo cốt toàn nghe. Nhưng mà, đã lý giải được như vậy, thì chắc chắn sự hiểu biết sẽ rất sâu sắc, chính mình tìm tòi học hỏi, từng bước nghiên cứu, thí nghiệm bảo thuật, về lâu về dài sẽ rất có lợi. Okay. Thần kiếm màu vàng chém xuống, đánh đâu thắng đó, vầng thần nguyệt kia nứt ra. Nhưng cũng vì như thế mà vầng thần nguyệt càng đáng sợ hơn. Đây chính là luồng sấm sét hình cầu, bị đánh lâu như vậy, thì mạnh mẽ bùng phát. Ông! Ánh chớp thông thiên, phù văn màu vàng tràn ngập, giống như là một biển tia chớp mạnh mẽ trút xuống, từ bên trong vầng thần nguyệt bắn mạnh ra ngoài, dày đặc cả bầu trời. Thần kiếm bị thương, xuất hiện những vết rạn nứt. Cùng lúc đó, những con thái cổ ma cầm được thai nghén bên trong thần nguyệt, thanh vũ bao trùm rồi lại nhiễm lấy màu vàng, dương cánh phá trời, bay ra ngoài, và không ngừng biến lớn. Răng rắc. Móng vuốt sắc bén của con thanh thiên bằng chụp nát thanh thần kiếm màu vàng vốn đã rạn nứt kia, rồi nhanh chóng lao xuống về phía kim sĩ bằng điểu. Hình thể của hai người rất giống nhau, đều có những gợn sóng khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Chim đại bàng nổi giận, đây chính là nỗi nhục nhã đối với nó, lại thi triển môn bảo thuật huyện hóa ra hình dạng giống nó, càng làm cho tròng mắt màu vàng của nó thêm sắc bén. Giạc! Nó há miệng phun ra thiên hỏa màu vàng phóng nhanh tới, giữa bầu trời xuất hiện một cơn bão táp màu vàng rất đáng sợ, hai người mạnh mẽ va chạm với nhau. Ầm! Cuối cùng, một màn thần quang chói lọi vụt ngang bầu trời, cả thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả bảo thuật đều biến mất sạch sẽ. Kim sĩ bằng điệu liếc nhìn đầy kiêu ngạo, một vài chiếc lông vũ bay lượn trên bầu trời từ từ rơi xuống, ánh sáng toàn thân không hề suy yếu. Nhóc tì chân dẫm bảo kính, vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên là gặp phải kình địch, chiến đấu đến nước này mà vẫn không thể phân được thắng bại, đây đúng là một cuộc ác chiến. Giết! Hai người gần như hét lên cùng một lúc, lại tiếp tục xông về phía đối diện. Con mắt của kim sĩ bằng điệu thật đáng sợ, biến thành hai vòng xoáy màu vàng óng, hút lấy tinh khí thần của nhóc tì. Đồng thời, hai cánh của nó cũng tăng vọt, kim quang càng thêm rực rỡ giống như đôi bàn tay khổng lồ đánh tới, làm cho cả ngọn núi bên dưới nứt toát ra. Thần lực của đại bằng chưởng có 102, thời cổ đại từng quét ngang chư thần, khó lập địch thủ, ngạo thế mà đi. Nhóc tì tức giận, cũng lấy chưởng đối chưởng, vận dụng những phù văn phổ thông được ghi chép bên trong nguyên thủy chân giải, chuyển hóa ra những hàm nghĩa mà mình lý giải được, chưởng lực kinh thiên. Ầm ầm ầm, hai quyền va chạm với nhau, những đám mây giữa bầu trời bay tán loạn, bọn họ ở trên không chém giết đến kịch liệt. Đây là một hồi long tranh hổ đấu, máu tươi tuôn chảy, kim vũ làn lụi, hai người ai cũng đều bị thương, nhưng càng chiến càng hung mãnh, không màng đến sống chết, quấn chặt lấy nhau. Giạc! Cặp móng vuốt khổng lồ màu vàng chụp xuống, nhóc tì nhanh chóng né tránh, sau đó bật nhảy bám lấy bắp chân khổng lồ, rồi nện một đòn thật mạnh về phía dưới bụng của đại bàng.
Chưởng đao thế như cầu vồng, vô cùng sắc bén. Phúc! Máu tươi tràn ra dưới bụng, nó rít lên đầy giận dữ, cả người phát sáng, phù văn đầy trời, đặc biệt là ở vị trí bụng trở nên vàng óng, âm một tiếng đánh bay Nhất Tỳ. Trận chiến này không thể lùi bước, đã chiến đến nước này, rồi chỉ có thể phân định sinh tử. Nếu như chạy trốn, thì sợ rằng niềm tin của bọn nó sẽ gặp một đả kích không nhỏ, tương lai sau này rất khó vượt qua được. Đại chiến kéo dài, như là hai luồng ánh sáng không ngừng va chạm với nhau, bảo thuật vọt lên, thân thể cứng rắn chống đỡ lấy. Đây chính là một trận chiến điên cuồng lấy máu tươi của địch thủ để tắm rửa, mình ta vô địch. Thời gian rất dài, bọn nó đã giao chiến không biết mấy trăm hiệp rồi, tất cả đều bị trọng thương thế, nhưng vẫn kiên trì. Nếu khí thế của một trong hai người hơi giảm một chút, thì coi như xong đời. Kim sĩ bằng điểu liên tiếp đánh mạnh, cả người bốc cháy hừng hực, những dòng máu màu vàng càng chảy, thì nó càng hung hăng, nó muốn cha đạp Nhất Tỳ. Hết đánh trên trời rồi lại xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh xuống tận vực sâu, cuối cùng lại bay lên trời cao chiến đấu. Chim đại bàng luôn giữ thế thượng phong, vết thương trên người Nhất Tỳ càng thêm nhiều, một đòn nghiêm trọng nhất là cặp móng vuốt sắc bén thiếu chút nữa đã xé rách cái bụng nhỏ của nó ra, nơi đó máu tươi không ngừng chảy ra, ruột xém nữa là lòi ra ngoài. Như thế vẫn còn tốt, thân thể Nhất Tỳ kinh người, hít sâu một hơi, thần hy vận chuyển, vết thương nhanh chóng khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không còn. Chiến đấu đến cuối cùng, hai người đều mệt bở cả hơi tai, đặc biệt là kim sĩ bằng điểu, phù văn của nó không còn rực rỡ như trước nữa, tốc độ cũng không nhanh như ban đầu. Đúng lúc này, Nhất Tỳ bùng phát, kim quang cả người bùng phát, điều động lấy sấm sét rồi bay nhanh lên trời, bắt đầu phản công kim sĩ bằng điểu. Ta chịu đựng ngươi lâu rồi, nên kết thúc ở đây thôi. Nó mặc dù mệt mỏi, phù văn không còn mạnh mẽ như trước thế, nhưng thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, đây chính là sở trường của nó, từ đầu đến cuối luôn luôn không thay đổi. Nhưng phù văn lại là sở trường của kim sĩ bằng điểu, tiêu hao đến tận bây giờ, nên chắc chắn đã suy yếu nhiều, lúc này Nhất Tỳ lại bùng phát, đây chính là trí mạng. Lần này, nó chực mạnh lấy cặp móng vuốt hoàng kim sắc bén của chim đại bàng, nhảy mạnh đến dưới bụng, nhắm về chỗ cổ nện xuống thật mạnh. Bùm! Máu tươi phun trào, chim đại bàng huýt dài, nó bị thương rất nặng, dưới bụng bị chọc thủng một lỗ thật to, linh vũ màu vàng bay toán loạn, kim quang cả người nó lại bùng phát, đẩy Nhất Tỳ khỏi cơ thể mình. Nhất Tỳ nắm chặt lấy linh vũ của nó, nhảy mạnh lên, rồi vươn mình một phát ngay lập tức xuất hiện trên lưng nó, vận dụng bảo thuật nện mạnh. Chim đại bàng màu vàng lần nữa rống lớn, cả người phát sáng, những ký hiệu cổ xưa màu vàng bao phủ toàn thân, như muốn luyện hóa Nhất Tỳ vậy. Nhất Tỳ cũng vận hết khả năng, vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình nện mạnh xuống lưng đại bàng. Vào thời khắc này, hai người đều phát sáng, phù văn chống cự, thân thể liều mạng, máu tươi phun trào. Phía dưới, toàn bộ thái cổ di chủng giật mình, không nghĩ tới lại đánh giết đến bậc này, vô cùng kịch liệt và đáng sợ. Nếu là bọn họ, thì đã chết từ lâu rồi. Giết! Nhất Tỳ vô cùng dũng mãnh, bị những phù văn màu vàng áp chế, nhổ một ngụm máu bầm, ôm chặt lấy cổ chim đại bàng, hai tay dùng hết sức lực, thiếu chút nữa đã vặn gãy cổ nó. Âm một tiếng, phù văn màu vàng vọt lên, lông chim dựng thẳng đứng để bảo vệ toàn thân không cho Nhất Tỳ công kích vào cổ mình. Mở ra cho ta, Nhất Tỳ rống to, xoay chuyển nắm đấm, đập mạnh về phía đầu lâu của chim đại bàng, thi triển một đòn tối hậu. Luyện hóa, chim đại bàng cũng rống to, phù văn đầy trời đang dệt và ngưng tụ lại, toàn bộ bao phủ lấy chiếc cổ của mình, bao vây lấy Nhất Tỳ, phải luyện hóa Nhất Tỳ cho bằng được. Ầm ầm. Nhất Tỳ vung nắm đấm, cứ tiếp tục nện xuống đầu của chim đại bàng, mỗi một quyền nặng tựa vạn cân, có thể khai sơn liệt thạch. Chim đại bàng đầu lâu phát sáng, có phù văn bảo vệ, rất nhiều ký hiệu màu vàng vọt mạnh đến bao vây lấy Nhất Tỳ, điên cuồng tiêu diệt và luyện hóa. Bọn nó so đấu với nhau, xem ai là người có thể kiên trì đến phút cuối cùng. Điên cuồng công kích lẫn nhau, ai mà lộ ra dấu hiệu thất bại, thì có ý nghĩa là tử vong. Ầm. Không thể không nói, thân thể của Nhất Tỳ cái thế vô song, càng đánh càng hăng, ngược lại chim đại bàng dường như không chống cự nổi nữa, đại chiến đã hơn 800 hiệp, phù văn của nó đã lu mờ gần hết. Ta muốn ăn món gà hầm thuốc bắc, Nhất Tỳ gào thét, sức mạnh nơi nắm đấm càng ngày càng lớn, cứ thế mà nện thẳng xuống đầu lâu của chim đại bàng, khiến nó chấn động phun ra đầy máu. Thân thể rung bần bật, không thể kiên trì hơn nữa. Ầm. Lại một quyền, thân thể chim khổng lồ màu vàng rung động,
máu phun ào ào gần như muốn rơi xuống mặt đất. Nó biết mình đã bại, không phải là đối thủ, ngửa mặt lên trời hót lớn. Những bảo cụ đang kìm hãm nhau trên bầu trời đột nhiên bay xuống. Thanh kiếm gãy, cánh kim ô, nguyên từ phong đánh giết từ đầu đến giờ, ánh sáng rực rỡ khiếp người. Quay lại giết hắn, kim bằng gầm lên. Nguyên từ phong gần như đã liên kết máu thịt với nó do đã tế luyện mười mấy năm rồi. Còn về cánh kim ô đã đạt được mấy ngày, nên cũng có thể khống chế được, tất cả quay lại nghênh chiến đại địch. Ông! Cánh kim ô bùng phát ra ánh lửa ngập trời, nguyên từ phong cũng bạo động, không ngừng quấy nhiễu hư không. Nhưng mà, đúng lúc này, thì thanh kiếm gãy xảy ra biến hóa kỳ lạ, không ngừng vang vọng tựa như bị áp bức lâu ngày tỉnh ngộ, những vết trị sét tróc ra, vì thế lập tức mạnh lên rất nhiều. Điều này làm cho kim bằng sợ hãi, không ngờ hai cái bảo cụ của nó không địch lại được, mà thanh kiếm gãy này hình như còn chưa tới cực hạn, bởi vì trên thân kiếm vẫn còn những vết trị sét rất lớn. Nếu như toàn bộ tróc ra thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Trấn áp! Kim bằng trong lòng sợ hãi, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, cho dù trong lòng từ nay sẽ sinh ra tâm ma, thì cũng không thể chết ở nơi đây được, nó muốn bỏ chạy thật xa. Thời thái cổ, kim sĩ đại bằng hai cánh gương ra, thì có thể lướt qua hư không, gào thét giữa ngân hà, nắm giữ tốc độ cực hạn rất ít người có thể sánh được. Chỉ cần cho nó cơ hội, dương cánh lăng không thì sẽ trốn chạy thật xa, và chắc chắn tên nhân tộc này sẽ không đuổi kịp được. Ánh lửa ngập trời lan xuống tận bên dưới, thế nhưng lại bị thanh kiếm gãy đánh văng ra xa, không thể nào thương tổn được nhóc tì. Uy lực của thanh kiếm này càng ngày càng mạnh, kiếm khí như biển. Thế nhưng, cũng không có ai chú ý tới, thanh kiếm gãy, nguyên từ phong, cánh kim ô liên tiếp chiến đấu đã kinh động đến một đồ vật. Trên sợi tóc của nhóc tì, tòa tiểu tháp cao không tới một tấc lấp lánh sáng ngời, như được khắc từ dương chi bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Lúc này, lóe lên một tia sáng nhỏ, rồi lặng yên không một tiếng động nuốt lấy hỏa tinh, kiếm khí còn có ánh sáng nguyên từ. Khắp nơi lấp lánh, nhấn chìm toàn bộ trời cao, cho nên chính ngay cả nhóc tì và chim đại bàng gần ngay bên cạnh cũng không chú ý tới. Nhưng ba bảo cụ kia lại cảm nhận thấy, cánh kim ô hình như chấn kính. Nó phát hiện thấy có điều kỳ lạ, nhẹ nhàng rung lên rồi hóa thành một ánh lửa bay vút lên trời cao, tốc độ đạt đến cực hạn. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, thanh pháp khí thượng cổ này lại rời khỏi cuộc chiến, vậy mà lại bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Bảo bối của ta, nhóc tì lòng đau như cắt. Cùng lúc đó, nguyên từ phong cũng run rẩy kịch liệt, bay vút lên trời cao, cũng muốn chạy thật nhanh. Kim sĩ đại bàng khiếp sợ, vì sao lại như vậy? Những bảo cụ này mình lại không thể khống chế được, đặc biệt là cánh kim ô mới đoạt được kia. Nếu như đã bỏ chạy thì rất khó có thể thu hồi lại được. Đừng đi, nhóc tì gào thét, điều khiển lấy kiếm gãy bổ ra một vần hào quang về phía nguyên từ phong, để chạy một cái thì mất một cái. Có một chuyện nó đã quên, thanh kiếm gãy đã bốc ra một ít trị sét, nên uy lực tăng vọt, đủ khả năng chống lại hai cái bảo cụ kia. Hiện tại nó lại toàn lực ra tay, lực phá hoại mạnh đến cỡ nào. Răng rắc. Nguyên từ phong bị đánh tan tành, nổ tung trên bầu trời, biến thành mấy chục mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Trời ơi, đau lòng quá, chắc chết quá. Nhóc tì hai mắt phun lửa, bảo cụ mạnh mẽ như thế mà lại bị hủy diệt, hết đau ngực rồi lại đau phổi, vô cùng đau xót. Chim đại bàng còn đau lòng hơn cả nó, tức đến ho ra đầy máu. Thế nhưng nó vẫn chưa mất đi lý trí, thừa dịp này nó tích trữ lực lượng rồi bùng phát thật nhanh, cả người phát sáng, đánh bay nhóc tì ra ngoài, rồi giương ra hai cánh muốn phá không bỏ chạy. Gà hầm thuốc bắc, chạy đi đâu? Nhóc tì hét to, bảo phiến kim ô sợ quá nên đã bỏ chạy, lại phá hủy đi nguyên từ phong. Nếu như lại để cho con kim sĩ bằng điệu này chạy thoát thì nãy giờ chiến đấu không công à. Kiếm gãy bay nhanh tới, nhóc tì nắm chặt trong tay, lần này đã biết uy lực của nó, nên nhóc tì rất cẩn thận, bổ ra một luồng ánh kiếm rực rỡ, cắt phá trời cao. Phúc! Máu tươi bắn tứ tung, chim thần màu vàng gào thét một tiếng. Một chiếc cánh khổng lồ bị chém đứt trời rơi trên mặt đất, kết cục thế là đã phân định. Cuối cùng cũng chiến xong em này. Chương 152, quét sạch. Rầm một tiếng, một chiếc cánh màu vàng rơi xuống đất làm núi đá vỡ nát. Đây là cánh của một con kim bằng bán huyết, thân thể nó còn cứng hơn sắt đá, trong máu thịt chứa đựng vô hạn tinh hoa thần thánh. A! Kim sĩ đại bằng kêu to, nó không ngờ lại thất bại. Mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Nó rơi xuống đất,
máu màu vàng nhạt bắn tung tóe, đập xuống mặt đất tạo thành hố sâu, khe nứt lan tràn vài chục đến cả trăm thước. Mau mau cầm máu, đừng lãng phí như thế, đại hồng điệu xác của xông lên phía trước, đó đều là huyết nhục bảo dược mà. Nhất tỳ không chút thương xót, chân đạp bảo kính tang nghi lấp lánh bổ nhào xuống, tay cầm thanh kiếm gậy chém tới, chiến đấu sinh tử, đã đến nước này quyết không thể nương tay. Đừng mà, chim bằng trống giận, con ngươi sắc vàng trợn tròn. Nhất tỳ lạnh tanh, kiếm khí trong tay như cầu vòng quét thẳng tới. Chim bằng cả người sáng rực ánh hào quang màu vàng, lông chim rực rỡ, xương trán nó đã nứt vỡ, trong thân thể cũng truyền ra âm thanh vỡ vụn, nó đã tự hủy phù cốt. Nhất tỳ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, bảo thuật chí cường của bộ tộc đại bằng nó đã có dịp sa kè, thật là bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào để lấy. Phúc! Kiếm khí như cầu vòng vắt qua bầu trời, một cái đầu màu vàng bay xéo ra ngoài rơi trên mặt đất, mang theo một dải máu lớn. Khỏi cần phải xem xét gì nữa, tất cả phù cốt trọng yếu nhất trong cơ thể kim sĩ đại bằng đều đã nứt vỡ hết. Chim thần bán huyết đã bại trận như vậy là một đám thái cổ di chủng đều cảm thấy như đang nằm mộng. Kim sĩ đại bằng cường đại như vậy không ngờ lại thua trong tay một thiếu niên nhân tộc. Trốn mau! Hơn 10 con thái cổ di chủng xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chia ra 4 phương 8 hướng mà chạy, thiếu niên kia quá hung tàn, không thể địch nổi. Tất cả đều xảy ra nhanh như mưa giông bão giật, Nhất tỳ phản ứng nhanh như chớp, sau khi giải quyết kim bằng liền lấy hết sức vung kiếm gãy, nhằm về phía khu vực đó bổ xuống. Kiếm gãy phát uy, kiếm quang như biển cuộn trào sôi sục đánh nát bấy khu vực đó trong nháy mắt, đá vụn văng rào rào bốn phía, khói bụi bốc tận trời. Một kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ, một đám thái cổ di chủng lập tức bị chấn động, có 2 con bị đánh chết tại chỗ, số còn lại cả người nghiêng ngả loạn choạng, nhưng cuối cùng cũng không bị trúng đòn, chúng liền cấp tốc thoát đi. Đuổi theo, đừng để bất kỳ tên nào chạy thoát, Nhóc tỳ kêu to, chuyện hôm nay, nếu lộ ra phần lớn khả năng sẽ gặp phiền phức vô cùng, dù sao bạch hổ và con chim vàng khổng lồ đó cũng có địa vị quá cao. Sư tử chín đầu cũng biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, nó rống to một tiếng mang theo vết thương đuổi theo một hướng. Đại hồng điểu, tử điêu, hai huynh đệ tộc ba mắt cùng với đám hỏa nha đều hiểu rõ, tất cả đều tham gia đuổi giết. Chúng chẳng mong giết chết được đối phương. Chỉ cần chặn được và đợi đến khi Nhóc tỳ đến cứu viện là được rồi. Nhóc tỳ giết đến đỏ cả mắt, rất nhanh đuổi kịp đám di chủng kia, kiếm gãy phát uy đem bọn chúng chém ngang người, sau đó cấp tốc đi chỗ khác cứu viện. Giờ phút này khắp nơi tiếng rống giận dữ, tiếng hung cầm ré vang đan vào nhau, cả vùng đất nhuốm máu này vang lên tiếng chém giết kịch liệt, bạo thuật kinh hồn, hào quang tung hoành bay múa. Trận chiến này so với lúc trước còn khốc liệt hơn, một bên muốn trốn, một bên liều mạng ngăn cản. Một trận quyết chiến bất kể sinh mạng vô cùng tanh máu. 13 con thái cổ di chủng bị Nhóc tỳ giết mất 4, bọn sư tử chín đầu hợp lực cũng ngăn cản được 5 con, nhưng vẫn có 4 con chạy thoát được. Nhất là trong đó có 3 con thuộc giống chim đã giang cánh bay vào trong mây, nếu muốn đuổi theo thật quá khó khăn. Tuyệt đối không thể để nó thoát, đại hồng điệu đỏ cả mắt, bỏ qua một con mãnh thú mà vọt lên trời cao đuổi theo con hung cầm kia. Nó bị thương cũng không tính là quá nặng. Coi như sức chiến đấu còn nguyên vẹn, tốc độ cực nhanh chìm vào trong mây định giết chết con di chủng kia trong nháy mắt, không để lộ ra tin tức mà gieo mầm tai vạ. Bọn sư tử chín đầu đều bị thương rất nặng, chim loan năm màu thiếu chút nữa bị kẻ địch xé làm đuôi, hỏa nha gần như bị đốt trụi. Lúc này cùng liên thủ mới miễn cưỡng cầm chân được đối thủ, nhưng cũng không còn sức mà chém giết. Nhóc tỳ cũng đuổi theo một con hung cầm, một chân đạp cốt tiễn màu vàng, chân còn lại đạp bảo kính toàn nghe. Hai kiện bảo cụ hào quang lưu chuyển hòa quyện với nhau, trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nó không tiếc trả giá thật lớn, thiêu đốt tinh khí thần cấp tốc đuổi theo. Trong một thời gian ngắn nó có thể duy trì tốc độ này, nhưng dùng lâu dài thì không được, nếu không sẽ làm máu huyết khô cạn, chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức. Nó chỉ cố gắng giành giật nửa khắc quý giá này để tiến vào trong mây, rốt cuộc cũng trông thấy thân ảnh của con di chủng kia, nó giơ kiếm gãy lên bổ. Còn hung cầm hót lên giận dữ, linh vũ toàn thân thiêu đốt, cũng liều mạng tăng tốc, đồng thời xuất ra bảo cụ ngăn trở hồng tranh thủ một đường sinh cơ. Nó chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này, rồi báo cho tổ tông chim bằng biết là đủ để làm cho thiếu niên nhân tộc nọ gặp đại họa, khó tránh khỏi cái chết. Đáng tiếc, khi kiếm gãy bạo phát nó không có bất kỳ cơ hội gì, ánh kiếm mịt mù vọt tới, cũng không phải là chém mà trực tiếp ép xuống, ầm ầm một tiếng, nó đã nổ tung giữa đất trời.
Ngào. Ở một hướng khác, đại hồng điệu hót dài một tiếng, cả người nó tràn ngập hỏa quang, trong miệng ngậm vỏ trứng luyện chế thành bảo cụ hắc oa một đang lóe lên vàng ánh hào quang, khí lành tỏa ra, cứng rắn đối chọi với con ác điệu nọ. Bọn chúng chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, máu phun như mưa. Khi Nhất Ti tìm đến thì đại hồng điểu đang rơi xuống đất, miệng kêu thảm liên tục, vô cùng tức giận nói, đau chết ông mày rồi, chốc nữa ta muốn ăn tươi 10 con mạnh thú. Đối thủ của nó đã bị đánh chết và rơi xuống đất, đại hồng điểu cũng thiếu chút nữa thì mất mạng, vỗ cánh phành phạch đáp xuống. Phốc, Nhất Ti bổ vài kiếm, rất quyết đoán và sắc bén giết sạch mấy con thái cổ di chủng bị bọn sư tử chín đầu ngăn cản, không có một chút do dự nào. Thật đáng tiếc, vẫn chạy thoát hai con, vẻ mặt tất cả bọn chúng đều ngưng trọng. Mặc dù lúc này thi thể di chủng ngổn ngang đầy đất, huyết nhục bạo dược phong phú đến kinh người, nhưng bọn chúng cũng không có vẻ vui mừng. Bạch Hổ và Kim Bằng có địa vị quá lớn, nếu để lộ ra phong thanh thì rất không ổn. Đột nhiên một tiếng chim hót vang dội truyền đến, trên trời lại có máu rơi xuống như mưa. Gì thế này, sao con chim ngốc kia lại quay trở lại? Lời này vừa thốt ra đã làm đại hồng điểu, chim loan năm màu, hỏa nha phận uất, bọn chúng cũng là loài chim, nên rất ghét kiểu xưng hô như thế. Nhất Ti đạp cốt tiễn màu vàng tức khắc bay vọt lên, tay huy động kiếm gãy, phù một tiếng đã chém chết con chim mắt lộ vẻ oán độc và sợ hãi kia. Đằng xa xuất hiện vài bóng người, Hỏa Linh Nhi ôm ấu thần xuất hiện, mấy người mặc áo choàng chia ra đứng ở bốn phương, chính họ đã bức con hậu duệ của thái cổ ma cầm kia quay lại. Đa tạ sư muội, Nhất Ti hạ xuống đất, mắt chớp chớp ôm quyền hướng về phía trước. Những di chủng này đều do ngươi chém giết. Khi đoàn người đến gần hiện trường, Hỏa Linh Nhi há mồm cứng lưỡi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ không thể tin nổi. Nàng và mấy tên phong ấn giả đã tới một lúc rồi, nhưng cũng không đến quá gần, mà vẫn ở đằng xa, vì lúc này trong di tích đầy sương mù, nên cũng không nhìn thấy rõ ràng. Huynh đầu có hung tàn như vậy, rất ít khi sát sinh, Nhất Ti kiên quyết phủ nhận, mắt ta nhìn về phía bọn sư tử chín đầu, đại hồng điểu mà nói, thấy cái đám gia hỏa hung tàn này không? Cả người chúng nó dính đầy máu, bọn nó giết đấy. Sư tử chín đầu, Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt tất cả đều trợn trắng mắt, cả bọn đồng loạt hừ lạnh, kẻ nào hung tàn hả, hầu như tất cả đều bị một mình ngươi giết sạch. Thấy bọn chúng trưng ra vẻ mặt như vậy, Hỏa Linh Nhi sao lại chẳng đoán ra, lúc này nàng bị chấn động không gì sánh nổi, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Hổ, Kim Bằng, thì càng thêm xúc động. Hung tàn đến nhường này hả, cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng giết chết. Một gã mặc áo choàng tiến lên, chấm một chút máu màu vàng tỉ mỉ quan sát, rồi kêu thất thanh, đây tối thiểu cũng là chim thần bán huyết có tiềm lực vô hạn, rất khó gặp được đối thủ. Hỏa Linh Nhi trạc 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, làn da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, mắt to tròn linh động không gì sánh nổi. Lúc này lóe lên những tia sáng kỳ lạ, tràn đầy kinh sợ, nhìn Nhất Ti với vẻ hoàn toàn không thể tin được. Nhất Ti xấu hổ cười cười gãi đầu một cái rồi bảo, tuy rằng huynh trông rất oai hùng, nhưng muội cũng không thể nhìn huynh như vậy nha. Thật ra muội chỉ cần kiên trì giảm béo, cho dù không bằng huynh cũng không kém quá nhiều. Đôi mắt to của nó liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn vào những chỗ không nên nhìn, ý tứ rất rõ ràng. Công chúa Hỏa Quốc vốn dĩ còn rất sợ hãi và vô cùng bội phục nó, vừa nghe xong mấy câu này nàng lập tức phát hùng, quát mắng, đi chết đi, thằng ranh đầu gấu. Mấy gã mặc áo choàng đứng bên cạnh trầm mặc một hồi, trong lòng nổi sóng dữ dội. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, chém giết thái cổ di chủng nhiều như vậy, kể cả chim bằng bán huyết, thật khiến cho người ta khiếp vía, hồn phách run rẩy. Nó còn nhỏ như vậy, còn rất mềm dẻo, quả nhiên là tiềm lực vô hạn. So với nhân hoàng khi còn nhỏ sợ rằng chưa chắc đã kém, thật là kinh khủng. Đó là bọn họ đưa ra kết luận ngay lập tức, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ánh mắt quái lạ nhìn đứa bé hung tàn kia. Ôi, rốt cuộc con mảnh thú kia vẫn chạy thoát được, phiền phức lớn rồi, Nhóc Tì mặt mày ủ rũ. Bây giờ mới biết sợ hả, lúc gây họa sao không suy nghĩ nhiều một chút, Hỏa Linh Nhi nhìn có chút hả hê, dáng người uyển chuyển, đường cong lạ lướt nhấp nhô. Bọn nó định ăn thịt đại hồng, và cả tiểu đệ của huynh nữa, huynh đương nhiên phải liều mạng, cho dù có gặp phải kiếp nạn ngập trời cũng không thể lùi bước, Nhóc Tì giọng dõng dạc. Sư tử chín đầu cảm động quá, suýt nữa gầm lên một tiếng. Ở đằng sau, bọn Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt vẻ mặt cũng khác thường, trong lòng vô cùng cảm kích, suy cho cùng, nếu Nhóc Tì không đến giải cứu,
thì bây giờ chúng đã chết sạch rồi. Chỉ có đại hồng điệu bĩu môi, nó đi guốc trong bụng thằng nhỏ đầu gấu. Cho dù bọn nó không gặp nạn, thì với tính khí của thằng nhỏ hung tàn này, cũng sẽ nuốt sống bọn bạch hổ. Đồ con chim ngu ngốc, mày nhìn, điệu gì thế hả? Khi không trợn trắng mắt làm gì, nhóc tì giật lấy nồi đen của nó, choang một cái, đã nện lên đầu nó. Ông liều mạng với mày, đại hồng điệu giận chân, cố sức xoa xích cục u to tướng trên đầu. Còn om sòm lần nữa sẽ nuốt sống mày, nhóc tì lộ ra răng nanh sáng bóng trắng như răng nanh hổ. Đại hồng điệu tức khắc ỉu xìu, chẳng làm gì được, thằng tranh này quá hung tàn, ở đây sư tử chín đầu, chim loan năm màu, và cả nó nữa, đều từng bị thằng nhỏ kia ăn thịt. Sư muội, phụ thân của muội là nhân hoàng, sự nghiệp vĩ đại, một thân tu vi đủ để ngạo thị thiên hạ, trên vùng đất này hẳn là có rất ít người có thể xứng làm địch thủ đúng không? Nếu đúng thì thế nào? Hỏa Linh Nhi cảnh giác nhìn nó. Nếu có thể trở thành anh em kết nghĩa của bệ hạ, nhất định chẳng kẻ nào dám chọc vào đúng không? Nhóc tì hỏi. Hỏa Linh Nhi tức khắc mày ngày dựng ngược, thằng nhãi đầu gấu này đang định chồng ghẹo nàng. Chớ hiểu lầm, bệ hạ già như vậy, huynh sao lại kết bái chứ? Nhóc tì vội vã xưa tay. Ngươi định nói cái gì thế hả? Cái gì gọi là già như vậy? Hỏa Linh Nhi điên tiết, đồ xấu xa này ăn nói thật quá ngang tai. Nhóc tì khơ khào hỏi. Người về già đều hoài niệm thuở thiếu thời, bệ hạ không muốn tìm một người bạn vong niên tri kỷ sao? Anh hùng cái thế tuổi trẻ như huynh đây có tìm khắp gầm trời cũng chẳng được mấy người. Hỏa Linh Nhi vừa giận vừa buồn cười, ngươi gây tai họa lại định để phụ hoàng của ta che chở sao? Mệt người quá, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, bé như hạt đậu thế này mà cũng định luận giao với thế hệ nhân hoàng. Có gì mà không được, có rất nhiều con cái thiên tài nhận cha nuôi hơn mình cả trăm tuổi. Làm sao muội biết huynh với phụ hoàng của muội không thể trở thành bạn vong niên? Xéo ngay. Thường ngày Hỏa Linh Nhi thanh tú thức tha, hiểu biết lễ nghĩa, rất thông minh lanh lợi. Nhưng thời khắc này nàng vô cùng bạo lực, lông mày xích ngược, thiếu chút nữa dương nanh múa vuốt nhào tới. Ô ô. Đúng lúc này con sói nhỏ trong ngực công chúa Hỏa Quốc tru lên, chớp mũi động đầy hướng về một hướng ra hiệu. Nhóc tì vỗ trán một cái nói, nhân hoàng, vong niên tri kỷ gì đó đều chẳng cần nữa. Nó đoạt lấy ấu thần rồi nói, nhanh lên giúp tao tìm con cá lọt lưới kia. Ấu thần một mực ở bên cạnh quan sát, biết nhóc tì cần, nên chẳng thốt một lời, vươn một cái vuốt nhỏ xíu chỉ về một hướng. Nhóc tì thu lại vẻ tươi cười, cầm kiếm gãy đuổi theo cực nhanh, bọn sư tử chín đầu thấy thế cũng lộ ra vẻ ngưng trọng đuổi theo đằng sau. Đoàn người tiến lên nhanh như điện chớp, núi sông vùng vụt chạy ngược về phía sau, họ dựa vào khứu giác của ấu thần mà truy đuổi. Cuối cùng dừng lại ở ngoài trăm dặm, nhóc tì bổ tới một kiếm, đập nát một ngọn núi đá. Ngào rống, một con hung thú nhào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận, rốt cục cũng không tránh được tai kiếp. Cuối cùng, kim sĩ đại bằng, bạch hổ cùng với hơn 10 con di chủng đều bị xử tử, chẳng con nào có thể chạy trốn. Lần này thì yên tâm rồi, ta cùng với công chúa Hỏa Quốc, sư tử chín đầu đều bị phục kích, trải qua một trận huyết chiến rốt cuộc cũng chém giết lũ bạo tàng. Nhóc tì nắm chặt nắm tay, cố sức vung vẩy. Ta chẳng có tham gia, đều do các ngươi giết, Hỏa Linh Nhi chối phát. Chẳng phải đều do ngươi tự mình đại phát thần uy, mà chém tận giết tuyệt hay sao? Bọn sư tử chín đầu nghi hoặc. Thôi chẳng nói những chuyện này nữa, hiện giờ đồ ăn ngon đã chết như núi, nhìn mà chảy nước miếng, chúng ta ăn trước đi, nhóc tì nhiệt tình hô hào. Công chúa Hỏa Quốc không nói gì, mấy gã phong ấn giả bên cạnh nàng nói nhỏ. Đây chính là máu huyết kim sĩ đại bằng, là bảo dược hiếm có, không thể bỏ qua. Bây giờ cùng nhau hưởng, cho dù ngày sau có bị cường giả tộc kim bằng biết được cũng đáng giá, cũng chẳng thiệt. Hỏa Linh Nhi gật đầu, giá trị của chim thần bán huyết khó mà tưởng tượng nổi. Không thể trơ mắt nhìn một đám hung tàn ăn hàng dày xéo sạch sẽ. Ít nhất nàng cũng biết một ít phương thuốc cổ truyền có thể giúp cho dược hiệu của tinh huyết phát huy tác dụng tốt nhất. Chỗ này rất yên tĩnh, chúng ta đi ninh nấu. Cả đám cùng ra tay đi tìm một con suối trong, bắt đầu lột da rửa thịt. Ở ngay chỗ này ninh nấu đủ thái cổ di chủng, lấy tinh hoa huyết nhục bổ dưỡng, mà bồi bổ thân thể.